ngon vai quay đi chơi em. Quay rất là juicy, vị ngon bắt cả lưỡi luôn. Hello, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ về thiên đường ẩm thực Ngọc Lâm Long Biên cho các bạn nhé. Và ngày hôm nay là một cái dịp đặc biệt hơn so với mọi khi, là mình sẽ ghé qua một cái cửa hàng của thằng bạn. Cửa hàng đồ ăn vặt Đài Loan mới toanh, chưa từng được bóc tem nhá. Và để xem là đồ ăn Đài Loan có gì hay ho không, có gì khác biệt không. Mời khách hàng vào. What? Ông chủ của quán Đài Loan. Vâng. Cũng kiêm shipper. Kiêm shipper, chuẩn. Kiêm dọn đồ, kiêm rửa bát. Ui. Chưa có menu chính đúng không? Chưa có menu chính, chưa fix. Nhưng mà đấy, các bạn có thể nhìn thấy là gương mặt của ông chủ đẹp trai như thế này mà lại còn kiêm shipper. Nếu mà các bạn nhá, chủ yếu là ở đây là shipper đúng không? Đặt phải viết ngay số điện thoại ra. Ok, số điện thoại sẽ hiện ngay ở đây. Và sẽ được anh shipper này, anh ấy ship tận dân rồi. Đẹp trai như Hàn Quốc. Mỗi tội là kém đẹp trai hơn sinh lên một tí thôi. Không sao. Thế là... Không sao. Sinh lên 10 rồi thì... Đây nhá, ông chủ chuyên. Tên là chuyên. Chỉ tầm 9 điểm thôi là khá rồi. Gần như là hoàn hảo. Anh niên này 76 gì đấy nhưng mà... cho ké chứ không là đuổi ra khỏi vlog phết đấy rồi. Chia sẻ video của tao xong mày viết cái gì đấy, mày viết cáp là cái gì? Mọi người hãy ủng hộ vlog của Sinh Lê, nó là em trai của mình. Hôm nọ không phải em trai là còn nhẹ nhàng, mày hôm nọ mày còn con tôi đấy các ông. Thằng chó. Ui được cậu ơi, đẹp ấy. Ủa, được quá cậu ơi. Được. Được ạ. Hoa nhài. Đậu biếc dâu tây. Đậu biếc dâu tây. Uầy. Được cái sao? Uầy, ngon quá. Ngon. Vậy. Uầy. Bố biết bao tiền rồi. Bao nhiêu? Có 25.000. Ui. Các bạn ơi, 25.000 một cốc, mình thề với các bạn luôn. Ui. Được. Quánh trưởng chưa đây. Đấy chưa em. Đây là món cánh gà trứng muối. Ui, cánh gà trứng muối. Hấp dẫn bạn ơi. Cánh gà. Ui. Hoàng kim canh. Đâu đây là hoàng kim canh á? Cái trứng muối này. Cánh gà cay. Nhưng mà phải hoàng kim cay. Phải hoàng kim trứng muối. Hoàng kim trứng muối. Nó phải tên tủng, nó phải tên tủng các thứ. Ủa các bạn. Ngon khủng khiếp luôn các bạn. Vừa xong mình quên bấm quay nên là mình xém một miếng rồi. Ngon vãi cả trưởng luôn thề. Ông chủ ông bảo là ngon hơn khi ăn không mà không cần chấm. Mình nói công nhận đúng thật. Uầy, rất là juicy, vị ngon bắt cả lưỡi luôn, nó vị rất vừa. Quan trọng nhất đấy là nó lạ miệng. Như kiểu bây giờ mà hậu trường này, thề luôn, cái này thực sự là cần được phát triển. Cái này á, khách mà đã ăn rồi nhá, bắt khách, đã một người đã ăn nhá, gà lần sau lại quay lại luôn, chắc chắn luôn. Nó là gà chiên nhưng mà nó lại vị rất là nhiều vị và lạ và vừa. Không bị mặn quá, không thì nó rất là cái gì đấy, nó lạ lắm, không thể tả được ngon. Mấy cái hàng gà chiên các thứ, KFC các thứ này không có tuổi luôn, ở đây luôn không có tuổi luôn các bạn ơi. Thua hết. Fan của đồ ăn vặt Đài Loan. Đổi đi. Thôi, tao không thích ăn cay. Không, mày hoàng kim đi. Ui, thề luôn, con đùi trông to và trông đẹp vãi. Các bạn ơi, các bạn hoàn toàn có thể order về nhá, rất là ngon. Các bạn có thể thấy này,
bên trong rất là mọng nước, mềm. Bên trong nó thấm vị luôn, chứ không phải là kiểu chỉ có ở bên ngoài. Bên trong nó thấm vị hẳn vào bên trong luôn. Mùi gà vẫn tuyệt như cánh gà luôn. Wow. Bên trong rất mềm, đậm vị. Nói chung ấy, mà ăn KFC ý, dạo này gần đây nó bị khô, không ngon. Ở đây khác một cái thứ nhất là khi chiên gà xong, đến khi cầm vào cổng tay ăn thì gà bên trong vẫn còn nước. Tại sao? Khác biệt đây do cái chiên nó chỉ biến. Cái này là signature. À. Uầy, nghe nó chuyên nghiệp thật sự ấy. Uầy. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy quả xương, xương của cái đùi gà nó to như này không ạ? Tôi có chương trình gì hay ho không chủ anh? Có chứ, sang tuần sẽ có chương trình giảm 10% đồ uống. Và đồ chiên thì mua hai đồ chiên, ăn một salad và ăn một đồ uống. Thêm còn món salad thì hôm nay có thể chưa ra được. Ok. Trong lúc ban nhân viên đang làm là mình có ngửi mùi sụt nước cả quán này. Chắc chắn là các bạn ăn đầy xem mê luôn. Qua lan kéo của mày ở bên duy nhất đài ăn vào Đài Loan mới có thôi, thì khác chưa có món này. Thằng chủ nó bảo là độc quyền, chỉ có shop này mới có đấy các bạn ạ. Đây là mình lúc đầu mình tưởng chẳng cả. Khoai lang ở trong là phô mai. No lắm rồi, ăn mấy miếng gà no lắm rồi, cái nhồi nhét thêm đây là ăn thử thôi, ăn thử một miếng thôi là thôi đứng dậy. Nào. Ngon rồi, ngon. Bảo rồi. Chưa bao nào ăn vặt ở phố Ngọc Lâm này, chưa nào có cái này đâu. Chưa có thật, chắc chắn luôn. Đó. Phò mai chảy kéo từ đầu phố đến cuối phố vậy. Ngon thật. Quán này rất nổi tiếng rồi, sắp chuẩn bị tiếp khách đi. Đồ ăn ít không được đâu. Hết hàng chết. No rồi, chưa ăn nhưng mà chắc là vẫn phải ăn thêm miếng nữa. Ăn hết đi. No rồi chứ. Cái này dễ ăn mà. Công nhận đấy. Nhưng mà em bữa tối nhưng mà giới thiệu luôn ở đây chủ tịch Triệu Ba, đầu bếp tổng bếp trưởng. Thế nhưng tất cả những món ở đây đều là do chủ tịch Triệu Ba sáng tác. Khách Triệu Ba năm 2019 vừa rồi đạt huy chương vàng giải kho về phút để đồ ăn đó. À. Như là năm ngoái là đồ làm một cái xe Harley Davidson bằng hoa quả, củ quả. Ui, kiểu tạo nhất. Tạo hình luôn đúng không? Kiểu design đấy. Và ngoài ra thì các sư phụ của Tết Béo thì nằm trong những top 100 trên thế giới. Chật. Những món ăn rất là ngon. Đấy, nói chung là ok, đồ ăn thì ngon. Chúc ông chủ coi như là này thành công nhá. Ok, cảm ơn nhá. Thật sự luôn ấy, ngon thật sự luôn. Để ok, bye em. Bắt tay gái, bye bye. Ok. Đi đang thanh niên dắt xe đi, em cứ người ta đi về rồi em lại còn cứ quảng cáo thêm vớt cố bánh bao bánh bổng. Bánh bao gì? Bánh bao là kẹp. Bánh bao kẹp. Gà chiên salad và sốt thái. Uầy, nghe hấp dẫn đấy. Cho là lúc nào phải order rồi. Đúng rồi. Cái đấy thì hôm nào lại mời sinh và thôi từ từ. Ship về bên Thượng Thanh hết bao tiền? Miễn free ship luôn. Nhớ nhá. Free ship Long Biên. Free ship Long Biên thật à? Thật à? Cái đấy là có trong chương trình hay là có trong chương trình. Có trong chương trình nhá, free ship Long Biên. Ok, tuyệt vời.